Dế Mèn Phiêu Lưu Ký, tác giả Tô Hoài, nhà xuất bản Văn Nghệ Thành phố Hồ Chí Minh ấn hành năm 2000. Tôi sống độc lập từ thuở bé, một sự ngỗ nghịch đáng ân hận suốt đời. Tôi sống độc lập từ thuở bé, ấy là tục lệ lâu đời trong họ Dế chúng tôi. Và lại, mẹ thường bảo chúng tôi rằng phải như thế để các con biết kiếm ăn một mình cho quen đi. Con cái mà cứ nhong nhóng ăn bám vào bố mẹ thì chỉ sinh ra tính ỷ lại, xấu lắm, rồi ra đời không làm nên trò chống gì đâu. Bởi thế, lúc sinh nào cũng vậy, đẻ xong là mẹ tôi nghĩ ngay đến việc thu xếp cho con cái ra ở riêng. Lứa sinh ấy, chúng tôi có cả thầy ba anh em. Ba anh em chúng tôi chỉ ở với mẹ hai hôm. Tới hôm thứ ba, mẹ đi trước, ba đứa tôi tập tễnh, khấp khởi, nửa lo, nửa vui theo sau. Mẹ dẫn chúng tôi đi và mẹ đem đặt mỗi đứa vào một cái hang đất ở bờ ruộng phía bên kia, chỗ trông ra đập nước mà không biết mẹ đã chịu khó đào bới. Mẹ đắp tinh tươm thành hang, thành nhà cho chúng tôi từ bao giờ. Tôi là em út, bé nhất nên được mẹ tôi sau khi dắt vào hang lại bỏ theo một ít ngọn cỏ non trước cửa, để tôi nếu còn bỡ ngỡ thì đã có thức ăn sẵn trong vài ngày. Rồi mẹ tôi trở về. Tôi cũng không buồn, trái lại còn lấy làm khoan khoái vì được ở một mình nơi thoáng đãng mát mẻ. Tôi vừa thầm cảm ơn mẹ, vừa sục sạo thăm tất cả cái hang mẹ đưa đến ở. Khi đã xem xét cẩn thận rồi, tôi ra đứng ngoài cửa, ngẩng mặt lên nhìn trời. Qua những ngọn cỏ ấu nhọn và sắc, tôi thấy màu trời trong xanh. Tôi dọn giọng, vỗ đôi cánh nhỏ mới ngắn đến nách, rồi cao hứng cái lên mấy tiếng rõ to. Từ đây, tôi bắt đầu vào cuộc đời của tôi. Cho dù tôi sẽ sung sướng hay tôi khổ sở, cái đó tùy ở như tính tình tôi khôn ngoan hoặc đần độn. Song tôi chưa cần biết đến thế, tính đến thế, mà hãy lấy sự được ung dung độc lập một mình là điều thích lắm rồi. Ngày nào cũng vậy, suốt buổi tôi chui vào trong cùng hang, hì hục đào đất để khoét một cái ổ lớn làm thành cái giường ngủ sang trọng. Rồi cũng biết lo xa như các cụ già trong họ Dế, tôi đào hang sâu sang hai ngả, làm những con đường tắt, những cửa sau, những ngách thượng, phòng khi gặp việc nguy hiểm có thể thoát thân ra lối khác được. Chập tối, tôi tạm nghỉ tay và ra đứng ngoài cửa họp cùng anh chị em hàng xóm quanh bờ ruộng, vừa gảy đàn vừa hát một bài hát hoàng hôn chào tạm biệt ông mặt trời. Khi đêm đã xuống hẳn, cả xóm chúng tôi, các bồ lão Dế, lũ cụ già cốc đế cũng bỗng nhiên vui tính, ai nấy ra khỏi hang đến tụ hội thật đông tận giữa hợp bãi trong đêm tối mát lạnh, cùng uống sương động, ăn cỏ ướt, và những kẻ tài hoa thì gảy đàn thổi sáo, cùng nhau ca hát nhịp múa linh đình đến tận sáng bạch. Lúc ông mặt trời quen thuộc lại kim trang ló lên đằng đông, với tan cuộc ai về nhà nấy. Ngày nào đêm nào, sớm và chiều nào cũng ngần ấy thứ việc thứ chơi. Kẻ đời mà được như thế cũng khá an nhàn, nhưng mới đầu còn thấy hay hay, về sau cũng nhàm dần. Bởi tôi ăn uống điều độ và làm việc có chừng mực nên tôi chóng lớn lắm. Chẳng bao lâu tôi đã trở thành một chàng Dế thanh niên cường tráng, đôi càng tôi mẫm bóng. Những cái vuốt ở chân ẩu queo cứ cứng dần và nhọn hoắt. Thỉnh thoảng muốn thử sự lợi hại của những chiếc vuốt, tôi co cạc lên đạp phanh phách vào các ngọn cỏ. Những ngọn cỏ gãy rạp y như có nhát dao vừa lia qua. Đôi cánh tôi trước kia ngắn hùn hoằn, bây giờ thành cái áo dài kín xuống tận chấm đuôi. Mỗi khi tôi vũ lên đã nghe tiếng phành phạch giòn giã. Lúc tôi đi bách bộ thì cả người tôi rung rinh, một màu nâu bóng mỡ soi gương được và rất ưa nhìn. Đầu tôi to ra và nổi tưng tảng rất bướng. Hai cái răng đèn nhánh lúc nào cũng nhai ngoạp ngoạp như hai lưỡi liềm máy làm việc. Sợi râu tôi dài và uốn cong một vẻ rất đỗi hùng dũng. Tôi lớn làm hãnh diện với bà con về cặp dâu ấy lắm. Cứ chốc chốc tôi lại trịnh trọng và khoan thai đưa cả hai chân lên vút dầu. Tôi đi đứng oai vệ, mỗi bước đi tôi làm điệu rún rẩy các khoeo chân, rung lên rung xuống hai chiếc sâu, cho xa kiểu cách con nhà võ. Tôi tợn lắm, dám cà khịa với tất cả bà con trong xóm. Khi tôi to tiếng thì ai cũng nhịn, không ai đáp lại, bởi vì quanh quẩn ai cũng quen thuộc mình cả. Không đói, có lẽ họ nể hơn là sợ.
nhưng tôi lại tưởng thế là không ai dám ho khe. Ấy vậy, tôi cho là tôi giỏi. Những gã sốc nổi thường lầm cử chỉ ngông cuồng là tài ba. Tôi đã quát mấy chị cào cào ngụ ngoại đầu bờ, khiến mỗi lần thấy tôi đi qua, các chị phải núp khuôn mặt trái xoan dưới nhánh cỏ, chỉ dám đưa mắt lên nhìn trộm. Thỉnh thoảng tôi ngứa chân đá một cái, kẹo anh gọng vó lấm láp vừa cơ gác dưới đầm lên. Tôi càng tưởng tôi là tay ghê gớm, có thể sắp đứng đầu thiên hạ rồi. Chà ôi, có biết đâu rằng hung hăng hống hách láo chỉ tổ đem thân mà trả nợ những cử chỉ ngu dại của mình thôi. Tôi đã phải trải cảnh như thế, thoát nạn rồi mà còn ân hận quá, ân hận mãi. Tôi mới biết, nếu đã chót không suy tính, lỡ xảy ra những việc dại dột, dù về sau có hối cũng không thể làm lại được. Câu chuyện ân hận đầu tiên mà tôi ghi nhớ suốt đời, bên hàng xóm tôi có cái hang của dế chót. Dế chót là tên tôi đã đặt cho nó một cách chế giễu và trịnh thượng thế. Chót nọ có lẽ cũng chạc tuổi tôi, nhưng vì chót bẩm sinh yếu đuối nên tôi coi thường và cả cũng sợ tôi lắm. Cái chàng dế chót, người gầy gò và dài lêu kêu như một gã nghiện thuốc phiện, đã thanh niên rồi mà cánh chỉ ngắn cùn đến giữa lưng, hở cả mạng sườn như người cởi chật mặc áo ghi lê, đôi càng bè bè nặng nề trông đến xấu. Dù rìa gì mà cụt có một màu và mặt mũi thì lúc nào cũng ngần ngần ngơ ngơ. Đã vậy tính nết lại ăn sổi ở thì thật, chỉ vì ốm đau luôn không làm được. Có một cái hang ở cũng chỉ bới nâu sát mặt đất, không biết đào sâu rồi khoét ra nhiều ngách như hang tôi. Một hôm tôi sang chơi, thấy trong nhà luộm thuộm bề bộn, tôi bảo: sao chúng mày sinh sống cầu thả quá như vậy, nhà cửa đâu mà tuênh toang, ngộ có kẻ nào đến phá thì thật chú chết ngay đuôi. Này thử xem, khi chú chui vào tổ, lưng chú phải lồm cồm đụng sát lên tận mặt đất, làm cho ai bên vệ cỏ nhìn sang cũng biết chú đừng đi đứng chỗ nào trong tổ. Phòng thử có thằng chim cắt, nó nhòm thấy, nó tược mồi, nó mồ một phát, nhất định chúng giữa lưng chú, thì chú có mà đi đời. Ôi thôi, chú mày ơi, chú mày có lớn mà chẳng có khôn. Ngẫm ra thì tôi chỉ nói lấy sướng miệng tôi, còn dế chót than thở thế nào tôi cũng không để tai. Hồi ấy tôi có tính tự đắc, cứ miệng mình nói tai mình nghe, chứ không biết nghe ai, thậm chí cũng chẳng để ý có ai nghe mình không. Dế chót trả lời tôi bằng một giọng rất buồn rầu: thưa anh, em cũng muốn khôn nhưng không khôn được, động đến việc là em thở rồi, không còn hơi sức đâu mà đào bới nữa. Lắm khi em cũng nghĩ nỗi nhà cửa như thế này là nguy hiểm, nhưng em nghèo sức quá, em đã lo dòng giã hàng mấy tháng cũng không biết làm thế nào. Hay là bây giờ em định thế này, xong anh có cho phép em nói em mới dám nói. Rồi dế chót loanh quanh băn khoăn, tôi phải bảo: được, chứ mày cứ nói thẳng thương ra nào. Dế chót nhìn tôi mà rằng: anh đã nghĩ thương em như thế thì hay là anh đào giúp em một cái ngách sang bên nhà anh, phòng khi tối lửa tắt đèn, có đứa nào đến bắt nạt thì em chạy sang. Chưa nghe hết câu, tôi đã hếch sang lên, xì một hơi rõ dài, rồi với điệu bộ khinh khỉnh tôi mắng: không sang ngách nhà ta, dễ nghe nhỉ, chú mày hôi như cú mèo thế này, ta chịu sao được. Thôi, tìm cái điệu hát mưa dầm sụt sùi đi, đào tổ nông thì cho chết. Tôi về không một chút bận tâm. Một buổi chiều, tôi ra đứng cửa hang như mọi khi xem hoàng hôn xuống. Mấy hôm nọ trời mưa lớn, trên những hồ ao quanh bãi trước mặt nước xanh trắng mênh mông, nước đầy và nước mới thì cua cá cũng tấp nập xuôi ngược. Thế là bao nhiêu cò, xíu, vạc, cốc, le, sâm cầm, vịt trời, bột nông, mỏng, hết ở các bãi sông sơ sát tận đầu cũng bay cả về vùng nước mới để kiếm mồi. Suốt ngày họ cái cọ om sòm bốn góc đầm, có khi chỉ vì tranh một mồi tép. Có những anh cò gầy phêu vao, ngày cày bị bõm lội bùn tím cả chân mà vẫn hếch mỏ chẳng được miếng nào. Khổ quá, những kẻ yếu đuối vật lộn cật lực thế mà cũng không sống nổi. Tôi đứng trong bóng nắng chiều tỏa xuống ánh nước cửa hang mà suy nghĩ việc đời như thế. Bỗng thấy chỉ có từ mặt đất bay lên đến đậu gần hang tôi cách có mấy bước, chừng giữa được món hào vừa chén xong, chị ta tìm đến đứng chỗ mát rìa lông, rìa cánh và chùi mép. Tính tôi hay kịch danh, chẳng bận đến tôi cũng nghĩ mưu trêu chị cốc. Tôi cất tiếng gọi dế chót, nghe tiếng thưa tôi hỏi: chúng mình muốn cùng tớ vui đùa không?
Đồ cho gì? Em đương lên cơn hen đây. Đồ chờ một tí. Cái gì thế? Còn vụ Cốc kia kìa. Xếp trách ra cửa, hé mắt nhìn chị Cốc rồi hỏi tôi. Chị Cốc béo xù đứng trước cửa nhà ta ấy hả? Ừ. Thôi thôi, em xin vái cả sáu tay. Anh đừng trêu vào, anh phải sợ. Tôi quắc mắt. Sợ gì? Mày bảo tao sợ cái gì? Mày bảo tao còn biết sợ ai hơn tao nữa? Thưa anh, thế thì em xin sợ. Mời anh cứ đùa một mình thôi. Tôi lại mắng dế chót và bảo: dương mắt ra xem tao chiều con bộ Cốc đây này. Tôi dình đến lúc chị Cốc rìa cánh, quay đầu lại phía cửa tổ tôi. Tôi cất giọng véo von: cái cò, cái vạc, cái nông, ba cái cùng béo vặt lông cái nào. Vặt lông cái Cốc cho tao, tao nấu, tao nướng, tao xào, tao ăn. Chị Cốc thoạt nghe tiếng hát từ trong đất vang vẳng lên, không hiểu như thế nào, giật nảy hai đầu cánh muốn bay. Đến khi định thần lại, chị mới trợn tròn mắt, giương cánh lên như sắp đánh nhau. Chị lo dò về phía cửa hang, tôi hỏi: đứa nào cạnh khóe gì tao thế? Đứa nào cạnh khóe gì tao thế? Tôi chụt tọt ngay vào hang, lên giường nằm khểnh, vắt chân chữ ngủ, bụng nghĩ thú vị. Mày tức thì mày cứ tức, mày ghe vỡ đầu mày ra cho nhỏ đi. Nhỏ đến đâu thì mày cũng không chui nổi vào tổ tao đâu. Một tai họa đến mà đứa ích kỷ thì không thể biết trước được. Đó là không trông thấy tôi, nhưng chị Cốc đã trông thấy giấy trót đang loay hoay trong cửa hang. Chị Cốc liền quát lớn: mày nói gì? Này chị, em nói gì đâu? Rồi giấy trót lùi vào. Chối hả? Chối này, chối này. Mỗi câu chối này, chị Cốc lại giáng một mỏ xuống. Mỏ Cốc như cái rùi sắt chọc xuyên cả đất, giúp trong hang mà bị trúng hai mỏ. Trót quẹo xương sống, lăn ra kêu váng. Núp tận đáy đất mà tôi cũng khiếp, nằm im thiên thít. Nhưng đã hạ cơn tức, chị Cốc đứng rỉa lông cánh một lát nữa, rồi lại bay là xuống đập nước, không chút để ý đến cảnh khổ đau vừa gây ra. Biết chị Cốc đi rồi, tôi mới mon men bỏ lên. Trong thế tôi, dễ chót khóc thảm thiết. Tôi hỏi một câu ngớ ngẩn: sao? Sao? Chót không dậy được nữa, nằm thoi thóp. Thế tôi hốt hoảng quỳ xuống, nâng đầu chót lên mà than rằng: nào, tôi đâu biết cơ sự lại ra nông nỗi này. Tôi hối lắm, tôi hối hận lắm. Anh mà chết là chỉ vì cái tội ngông cuồng dại dột của tôi biết làm thế nào bây giờ? Tôi không ngờ dế chót nói với tôi một câu như thế này. Thôi, tôi ốm yếu quá rồi, chết cũng được. Nhưng trước khi nhắm mắt, tôi khuyên anh: ở đời mà có thói hung hăng bậy bạ, có óc mà không biết nghĩ, sớm muộn rồi cũng mang vạ vào mình thấy. Thế rồi dế chót tắt thở. Tôi thương lắm, vừa thương vừa ăn năn tội mình. Giá tôi không trêu chị Cốc thì chót đâu đến nỗi cả tôi nữa. Nếu không nhanh chân chạy vào hang thì tôi cũng chết toi rồi. Tôi đem xác dế chót đến chôn vào một vùng cỏ bùm tôm. Tôi đắp thành nấm mộ to. Tôi đứng lặng giờ lâu, nghĩ về bài học đường đời đầu tiên. Cuộc phiêu lưu bất ngờ, làm đồ chơi cho trẻ con mà không biết, lại anh xím tóc cho tôi một bài học mới. Tôi tập suy nghĩ về mọi hành động của mình, lòng đoan với lòng rằng từ đây phải biết phân biệt hành vi lố linh với những việc làm có suy nghĩ. Như thế tôi bắt đầu sống bình tĩnh. Nhưng những ngày phẳng lặng đó cũng chỉ được ít lâu. Bao nhiêu lần tôi cũng không nhớ. Rồi tình cờ tôi phải trải qua một cuộc phiêu lưu sóng gió và kỳ lạ. Ấy là vào đầu mùa hè một năm kia, buổi sáng tôi đang đứng ngoài cửa gặp mấy nhánh cỏ non ăn điểm tâm. Bỗng đằng cuối bãi tiến lại hai cậu bé con, tay cầm que, tay xách cái ống bơm nước. Thấy bóng người, tôi vội lần xuống cỏ, chui nhanh về hang. Bỗng chốc tôi nghe tiếng chân bước thình thịch loạn trên đầu và ríu rít những tiếng nói, tiếng gọi: a à, này, cái gì? Chỗ này đích rồi, đất đùn mới tinh. Đúng, gớm chưa, bao nhiêu đất mới đùn. Lại vết chân của cậu mới ra vào còn nhẵn thiên thín. Bé ơi, đưa dao đây để tớ khoét lỗ. Đằng ấy đi xách nước đi, nhanh lên. Lập tức tôi nghe tiếng thọc sao truyền cả đất và thấy đất rơi lả tả từng tảng xuống ngay đầu. Biết có biến lớn, tôi vội nhảy lên nấc cao trên ngách thượng,
đứng đấy một chốc thì có nước ọc tới. Bọn trẻ đột nước định lột tôi ra, nhưng mỗi đợt nước vào chỉ dâng đúng đến vuốt chân tôi, lại rút xuống. Bởi vì khi bình thời tôi đã cố ý đào cái cách thượng rất cao và đào ra nhiều đợt ngang. Bây giờ nước vào nhưng không có chỗ đọng được trong hang mà nước theo cách thoát cả ra ngoài. Hai đứa trẻ rành lắm, chúng không chịu bỏ. Chúng khuỳnh khuỵch chạy quanh xem xét dấu vết, các mặt chúng đoán đích trong tổ này có dế. Nhất cái cậu tên là Nhớn, mấy lần bé đột nước không thấy dế bỏ ra, đã toàn đi nhưng Nhớn cứ khăng khăng. Tớ cam đoan thế nào cũng phải có, mà lại dế to hạng nhất cơ. Cái thứ dế cụ nó bạo nước lắm, ngập cả sâu chọc nước nó cũng vẫn đứng được. Phải ngâm nước đến hàng giờ thì dế cụ mới chịu sặc mà nho ra. Bây giờ mình phải tìm lấp hết các ngách xung quanh cho nước đọng lại trong hang. Cô cậu tắc thở, thế nào cũng tuồn ra thôi. Nói thế là làm y như vậy, nghe rợn gáy. Lập tức tôi thấy hang tối sầm, những ngách ngang ngách dọc vào hang tôi đều bị lấp cả, chỉ còn mỗi một đường chính để chui ra. Chúng bắt tôi phải sộc ra con đường ấy cho chúng tóm cổ. Bây giờ nước lùa vào đến đâu đọng đến đấy và cứ dâng dần dần, trước đến lưng, sau lùm cả đầu. Chỉ còn hai cái râu thò lên đục đậy, rồi râu cũng ngập nốt. Nhưng tôi vẫn cố nhịn thở, không chịu ló đầu ra. Tôi nghĩ nước có ngập cũng chỉ ngập một chốc rồi lại thấm vào đất. Đất này là đất cát và tôi nhịn thở được. Song dù nhờ đất thấm nước khỏe thế cũng không phải cách bền vững. Quả nhiên chả mấy chốc đất cát cũng đã ngấm no nước, không chịu thấm nữa, vậy là nước lại ứ lên. Tôi lo quá, phe này phải bò ra mất. Ôi thôi, nếu bỏ ra bây giờ đời tôi còn gì. Hai đứa trẻ kia sẽ bắt tôi đem về làm miếng mồi béo cho con gà trọi, con họa mi, con sáo mọt ngà của chúng sơi ngon. Bọn cá chậu chim lồng ấy mà vớ được món ăn mỡ màng như thằng tôi thế này thì phải biết là thích. Mà cứ gan liền chôn chân ở đây rồi cũng đến chết ngạt, chết đuối mất. Rồi tôi không định ra hẳn, nhưng mỗi lần nước ọc vào tôi cứ tự nhiên nhích người ra một mày. Làm như vậy tôi thấy đầu tôi được thò lên mặt nước, như thế nghĩa là tôi lại hít được một chút không khí, có dễ chịu hơn. Từ đấy hễ bọn trẻ đột nước vào, tôi lại khơi nhoi ra một tí, một tí mà không cảm thấy mình đưa nhoi dần ra. Không may cho tôi biết bao, tôi không biết rằng cứ như thế có được thở dễ, nhưng nguy hiểm là mỗi lần nhấc chân lên là nhấc ra. Thế rồi một lần nước vừa nhấc xuống dưới khoeo, đột nhiên ở ngoài cửa hang bọn trẻ trông vào thấy cái đầu tôi. Đây rồi, đầu to gọc, bóng quá. Tôi vội rụt ngay vào, xong đã muộn. Họ trông thấy tôi rồi, đã trông thấy tất, họ phải bắt kịp được. Quả nhiên, nước càng dội vào, tiếng họ hét càng tợn. Có lúc, tiếng chân tay vỗ, dậm dọa rung chuyển cả đất bốn bên. Tôi run người lên, tôi bí thở, tôi vùng vẫy vì bức nước. Rồi trong bụng không định mà chân lại cứ nhấc dần ra. Bỗng nghe một tiếng soạt ngay sau lưng như tiếng sét. Quay lại, một thanh nứa, lại cả mũi dao nữa đã thụt xuống chắn ngang đường vào cuối hang. Thì ra hai đứa trẻ khôn ngoan trông vào mặt nước động biết tôi đã chui ra đứng cửa tổ. Họ xin sao xin nứa xuống chặn đối sau lưng tôi, nếu chúng thì đứt đôi người. Nhưng tôi chưa kịp giật mình đã có cảm tưởng cái thanh nứa chẹn lưng đương bẩy tôi ra. Hai đứa trẻ, đứa thì đẩy thanh nứa, đứa thì ngồi gõ vào cái ống bơ đựng nước, mồm kêu thòm thòm, giả cách làm chống ngủ liên soạn nạt, thúc giục váng cả bãi. Bị hất mạnh bí quá, tôi liền nhảy ra. Anh em ơi, dế cụ, dế cụ, ha ha, bắt được dế cụ to bằng bốn thằng ve sầu, dế cụ ma lĩ. Nhớn tóm được tôi, tôi cắn cho cậu bé một miếng vào con tay, nó kêu thét. Tôi bồi cho cái đặt hậu, nó buông rời tôi ra. Được dịp tôi vội nhảy trốn vào giữa bãi cỏ, nhưng cả hai đứa trẻ, đứa cầm giỏ, đứa cầm ống bơ đuổi theo úp tôi. Chỉ loáng mắt, tôi đã nằm chòng vó giữa giỏ. Tôi cố cắn cái nan giỏ mỏng rớt, nhưng chưa nhay được mắt nào thì họ đã đem buộc túng cái đít giỏ lại, khiến tôi không chút nhích cựa quậy được nữa. Họ xếp ống bơ xách nước và các đồ chơi lại, ra đầm rửa chân rửa tay và xách tôi theo. Họ vui vẻ ra về, chân bước theo nhịp tay múa, miệng hát ý o, vẻ khoái tỉ lắm. Nằm tròn trong đít giỏ, tôi đưa mắt nhìn lần cuối cùng phong cảnh nơi tôi ở, cỏ non xanh dần, nước bạc minh mang, nắng vàng dài trên lá cây, vàng một màu tươi lạ lùng, lòng tôi đau như cắt, hai hạt nước mắt tuôn rơi. Dần dần mỗi bước một xa,
ngoài đầu lại không trông thấy nữa, thế là quất hẳn. Phen này tôi tất chết. Hai đứa trẻ đem tôi ra khỏi bãi, qua một quãng đường ngoắt ngoéo bên thành tre rậm rạp, tới một lối đi nhỏ men đến một cái cầu tán. Nhớn vào nhà cất mọi thứ đồ đạc đúc xế, còn bé thì đặt giỏ xuống. Biết số phận mình sắp được định đoạt, tôi thấy hồi hộp và lạnh cả sáu gan bàn chân, sắp làm mồi cho gà, cho chim chăng. Nhưng quanh đây tôi không nghe tiếng móng chim hỏa mi cạo vào nan lồng, cũng không thấy con gà trọi đỏ mặt tía tai nào. Tôi khơi yên yên. Nhớn ở trong nhà ra, bé nói, đem thằng dế này quàng ra ao cho sư vịt bầu của chúng mình sực một bữa, Nhớn ạ. Tôi giật người đánh thót một cái, nhưng Nhớn xua tay bảo, không, đúc được thằng dế cụ này hiếm lắm. Dế này dế cụ, can liền tướng quân đây. Thằng Thịnh hôm nọ cũng có một con dế, nó khoe dế nó khỏe nhất, cho đánh nhau, đánh thằng dế nào cũng phải thua. Tôi đã khơi nóng gáy và ngứa hai cái càng. Chúng ta nên bỏ dế cụ này vào lồng, đem sang nhà Thịnh cho đánh nhau với thằng dế bên ấy, để xem á, thắng bại như hà. Ấy 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 ấy, tùng xòe tùng xòe. Bé vỗ tay, phải phải lắm. Ấy thế là tôi không chết, điều may mắn không lường trước ra được. Hai cậu bé đem giam tôi vào một cái lồng tre vốn để đựng châu chấu, có cửa gài then chắc chắn. Tôi đành nằm yên chờ sự thay đổi nào đó mà tôi lại không thể tưởng tượng ra trước được. Tôi chỉ biết thế là tôi sắp phải đi đánh nhau. Tôi lại cứ muốn múa chân lên, quên cả cái thân tù đáng nhẽ phải tìm cách thế nào cho được tự do. Tâm tính ngông nghênh của tôi muốn hung hăng trở lại như dạo trước. Buổi trưa, quả nhiên anh em nhà ấy đem tôi sang cho giáp chiến với một cậu dế nhà bên cạnh. Nhớn đứng ngoài cỏ gọi, Thịnh ơi Thịnh! Thịnh từ trong nhà chạy ra, gì thế? Dế cụ tao đây, có giỏi đem dế mày ra chọn nào? Thịnh cười khanh khách, vẻ coi thường, quay vào, xách lồng dế ra. Cả bọn rủ nhau đến giữa khu vườn lưa thưa bóng những cây nhãn lùn. Chúng nằm sấp xuống cỏ, lúc nào thích thì cong chân lên đạp không khí. Chúng giáp hai cánh cửa lồng dế lập một cho thật chắc như đuôi toa nọ kề cửa toa kia lúc tàu chạy, rồi mới rút then ra để hai thằng dế chúng tôi không muốn cũng phải xông sang lồng của nhau. Chàng dế nọ nhảy tót sang lồng tôi, ai chà, vẻ ta đây. Hắn bé hơn tôi một chút, nhưng hắn ngạo mạn và sức sực làm sao. Bé loắt chót thế mà đã bắt trước đâu được một bộ mặt hờm hợm, khinh khinh từ cái sáng đi khụng khiện, vẻ coi thiên hạ như rác. Thoáng thấy đã lộn tiết, vừa ngó tôi, hắn vuốt rung hai sợi râu, nói, chú mày đờ mà xa thế kia thì liệu có mấy khởi sức chịu nổi nửa cái đá song phi của ta không? Rõ chối tài, tôi đã cáu lắm, nhưng lạ, sau lúc ấy tôi vẫn tỏ ra dịu dàng được, có lẽ vì lòng quá kinh bỉ. Này anh kia, làm chi mà ầm lên, đứa khôn ngoan ở đời thì không nên nói trước. Hắn nhe răng ra hầm hè, mặc kệ, có giỏi thì ra đây chơi nhau, chứ đứng nói xó đấy à. Máu nóng trong người tôi sôi sùng sục, tôi nghe tiếng được, biết quân này không phải quân ăn lời, tôi bèn nhảy phát đến. Chúng tôi bắt đầu đánh nhau giữa những tiếng cười reo, vỗ tay của ba đứa trẻ. Mới quần thảo vài hiệp, tôi đã rõ anh dế liếu láo kia chọi với tôi không được mấy nả sức. Đúng thế, tôi chỉ thọc mạnh một cái đạp càng, hắn ngã bổ ngửa ra. Tôi bồi thêm chiếc đá nữa, hắn ộc máu mồm đen xì, gãy một càng lăn quay. Tôi chẳng thèm đánh thêm, chỉ ghé xuống tận tai hắn lạnh lùng bảo, cho mày bài học thuộc lòng về sự hống hách nhé, từ giờ chưa đi con ạ. Hắn chỉ còn biết có việc run rẩy chắc chân lại rối rít. Nhưng nếu từ đấy chàng xe kia có thể biết chừa cái thói ngông nghênh thì tôi lại ăn phải đũa của hắn. Bệnh ngông nghênh của hắn lây sang tôi, thế mới kỳ quặc cho tôi. Làm sao mà tôi đâm đốn kiếp như vậy? Thật tôi không cắt nghĩa được hết cái khúc hiểu của tính tự kiêu và tự đại. Tôi chỉ biết thế là những cái hung hăng, gàn bướng và lên mặt hão huyền ở đầu óc tôi chưa cột được sạch hẳn. Khi tôi đã ngã thằng dế kia rồi, mắng nó rồi thì tôi nghĩ nịnh tôi rằng, ô mình giỏi đấy, ô mình giỏi thật. Chỉ gậy khẽ một cái mà thằng cha đã lăn chiêng. Và chỉ nhờ cái đá xoàng ấy mà tiếng tăm tôi vang rộn, ít nhất là trong cái xóm này. Tôi phộc mũi. Lũ trẻ trong xóm thi nhau đi đúc xế, đào xế, săn xế đem về cho chọi với tôi. Tôi đã chợt nên tay võ giỏi khét tiếng. Phải, dế nào tôi cũng chỉ phóng vài cái đạp hậu, cậu ta đã chạy bán xác.
Hồi ấy tôi đương giữa tuổi thanh xuân, sức lực cường tráng, nhất là thêm cái tính kiêu, tính khợm, chẳng coi ai ra gì nên cứ càng làm bộ. Vì tôi thắng tợn nên hai cậu chủ bé nhỏ của tôi yêu quý tôi lắm. Mỗi bận đá ngã kẻ địch, tôi lại được các cậu ấy tẩm bổ bao nhiêu là cỏ ấu rất non. Đêm đến, tôi được các cậu cho lên đứng uống sương trên sàn mồng tơi, gọi là lên chơi sương trên sàn mồng tơi, nhưng vẫn bị một sợi chỉ buộc vào càng. Tôi có thể cắn đứt sợi chỉ dễ như chơi, mà tôi không cắn. Tôi uống từng giọt sương lóng lánh trên lá mồng tơi, rồi ung dung ca hát trong cảnh trói buộc như thế. Tệ quá nữa, muốn làm đẹp lòng hai cậu bé, tôi chỉ quanh quanh cả ngày cạnh cái hộp xiêm buộc ngủ của tôi, không nghĩ đi đâu xa một bước. Thỉnh thoảng cao hứng, tôi đạp hai càng, cất tiếng gáy, di di. Ôi, tôi đã quên cái thân bị đem làm trò chơi. Mấy lá cọt non và thói ngông đã khiến tôi đâm ra ngu tối đến thế. Nhưng một ngày kia, tôi phải cảm ơn một sự tình cờ đã đến mở mắt tôi. Tôi vẫn đi đánh nhau thuê, mua vui, tôi vẫn được đem đi chọi nhau như thế. Đối thủ của tôi lần này là một anh chàng có bộ cánh chưa kín lưng. Người mới dài bằng nửa tôi, vừa bị đẩy vào đứng đối diện, anh ta đã nháo nhác kêu chu chéo. Em lạy bác tha cho em, bác là người lớn, bác đã có răng có càng to rồi. Còn em vừa ra đời có mấy hôm qua được mẹ em dắt cho đi ở riêng thôi mà. Tôi thản nhiên, tôi xông vào chiến ngay thằng bé. Nó khóc khù khù, rồi chạy quanh lòng. Mấy đứa trẻ xem trò dế cười ha hả, tôi càng nổi hăng. Có một anh xiến tóc bay xè xè trên trời, rồi đậu xuống cảnh nhãn gần đấy. Nhìn đám dế chọi nhau, anh xiến tóc vểnh hai cái sừng dài như hai chiếc lưng cong cong có khất từng đốt, chọ xuống mắng tôi: "Dế mèn nghếch ngác kia, mày to đầu thế mà mày nỡ đánh thằng bé bằng ngần ấy à? Không được quen thói bắt nạt." Tôi ngoài nhìn lên, anh xiến tóc lực lưỡng và uy nghi bọc mình trong bộ giáp đồng khuôn rất cứng, bộ hung tợn dữ dội lắm. Nhưng tôi cóc sợ, coi bộ chẳng làm gì nổi tôi tốt, bởi tôi biết anh ta cũng hãi lũ trẻ, chỉ đứng trên cây không dám xuống. Tôi khích mũi ra một câu, ngứa mồm. Rồi tôi lại đuổi đánh thằng bé như thường. Tôi ngổ cáo vụt lên trước, hết càng chặn, thảm hại. Mới nếm thêm có cái đá hậu, thằng bé đã quay đơ và chỉ còn thoi thóp thở. Tôi cũng chẳng biết thế nào là thương xót. Tai tôi chỉ nghe có tiếng hoan hô râm ran của bọn trẻ. Thấy không những không ngăn nổi tôi, mà tôi còn đánh gần chết chú dế nhỏ. Chiến tóc nghiến răng ken két, chõ cả hai cái sừng dài xuống quát: "À được, mày giờ khôn. Bảo lời phải không nghe, rồi sẽ biết tay." Tôi còn trêu tức, ngước sang lên: "Có giỏi thì xuống đây chơi nhau." Rồi tôi ung dung nhắm nhánh cỏ của lũ trẻ vừa tranh nhau tuồn vào thường cho tôi. Làm như không thèm để ý đến câu chuyện vặt, xiến tóc tức sung sừng, sung răng, nhưng không biết làm thế nào vì có lũ trẻ ngồi đông trên bãi cỏ. Cuối cùng xiến tóc cất cánh vụ đi. Tôi chẳng thèm để ý, anh chàng khỏe thì có khỏe đấy, nhưng đâu có thể làm gì nổi tôi. Đêm hôm ấy, theo thường lệ, bọn trẻ đem tôi ra ngoài dàn mồng tơi để tôi uống sương tẩm bổ và thở khít khí trời trong lành. Trên cao, mặt trăng sáng vàng vạc, làn gió đưa đầy những chiếc lá che dài và nhọn đẫm sương óng ánh thành một nét sắc trong bóng trăng. Tôi duỗi thẳng cả chân, cả cánh, vừa ôn một bài võ vừa hát, ngẩng đầu nhìn vòng trời trăng sáng, và chắc là vẻ mặt tôi lúc ấy có tự đắc tự mãn lắm đấy. Đường ung dung thế, lắng nghe tiếng cái máy gì xè xè đâu dần dần tới bên cạnh. Rồi anh xiên tóc oai linh ban chiều vụt hạ cánh xuống ngay bên nách tôi. Tôi rú lên một tiếng kinh khủng. Tôi cứng cả queo, không nhích chạy được. Tôi không ngờ phe này chết thật chứ không chơi. Sang nó như sắc thế kia, cái vuốt chân như sao thế kia, một mình tôi ở nơi vắng vẻ thế này tất chết. Tuy tôi cố mím môi, mà cánh, mà chân, mà càng tôi vẫn nảy lên bần bật. Xiến tóc nghé nghiêng hai cái sừng cười nhạt chế nhạo: "Xó đồ khen, sao lúc chiều không hát thế?" Rồi xiến tóc lục tội: "Này ta hỏi, mày đáng khép tội gì? Lại anh." Có lẽ lúc bây giờ tôi cuống quýt những điệu bộ đáng xấu hổ và nực cười đã khiến xiến tóc khinh bỉ đến nỗi không thèm giết tôi cho bật gươm. Bởi vậy, tôi chỉ thấy xiến tóc cúi hai cái sừng sát mặt tôi, kịch mũi tôi lên và bảo rằng: "À, bây giờ thì co vợ lại rồi phải không? Còn gì xấu bằng cậy sức mà đi bắt nạt. Khôn ngoan đá đáp người quài, mày có giỏi thì ta tha cho lần này, nhưng ta hãy mượn tạm đi của mày hai cái sâu,
Để từ đây, mỗi khi mày định làm việc gì bậy bạ, hãy sờ lên chiếc sâu cụt, lúc ấy nhớ lại lời ông xiên tóc nhé. Đó rồi, xiên tóc đưa răng lên cắn cụt luôn hai sợi râu mượt óng trên đầu tôi. Đau điếng mà tôi đành ngậm tăm, không dám hé răng. Đường đời nhiều bài học, mỗi bài học một kiểu. Chịu kỹ thì học được, học giỏi, bằng không thì khốn khổ như thế này đây. Cho đến bây giờ tôi vẫn chọc lông lốc, bởi mất hai sợi râu từ cái tích tôi được thêm bài học mới vừa đắt vừa đau đêm ấy. Nhưng cũng vì thế mà tôi tỉnh ngộ. Trời ơi, thế ra từ khi bị hai đứa trẻ bắt vào vòng u tối, tôi đi đánh nhau làm trò cười cho thiên hạ. Tôi chỉ làm ác mà tôi không biết, mà những kẻ bị tôi đánh cũng là họ hàng xa gần nhà dế cả. Tôi thở dài, thầm nghĩ. Hôm trước, ta đã vướng điều lầm lỗi, bây giờ lại mắc lỗi nữa. Ôi, ta hèn quá, cũng may bác xiên tóc không xích ngoém ngay ta đi. Mới biết đời này, hồ sẽ ai bắt nạt nổi ai. Ta đánh kẻ yếu hơn ta thì kẻ khác mạnh hơn ta đánh ta. Thôi thôi, giấc mơ kia đã tỉnh ra rồi. Nghĩ được thế, lòng tôi mới tạm yên. Nhưng nói cho hết nhẽ, nếu bây giờ tôi muốn bỏ tiếng hung hăng sảng bậy đi, thì tôi phải nhất quyết rời hai đứa bé này ra. Bởi mục đích của họ nuôi tôi là để bắt tôi làm trò choạc nhau, cho họ cười. Văng vẳng bên tai tôi hai tiếng thoát ly. Tôi bồi hồi muốn đi ngay lúc ấy, nằm trong lòng. Tôi trông thấy cửa lồng chưa cài, thế là tôi bỏ ra luôn. Nhưng cũng ngay lúc ấy, bé và Nhớn ở đâu chạy tới, kêu lên, "A!" Rồi bé nắm gáy tôi, ném vào lồng. Không bao giờ tôi cảm thấy nhục nhã hơn. Từ lúc ấy, tôi bị canh giữ khác hẳn mọi khi. Buổi tối, vẫn được lên sàn mồng tơi, nhưng phải nằm trong lồng, không ai cho nghi ngáo ngoài trời như mọi khi. Dù là nghi ngáo với sợi chỉ buộc vào bẹn. Tôi càng thấm thía nung nấu ý nghĩ trốn đi, tôi chờ một dịp khác. Trong những ngày chờ đợi, buồn ơi là buồn, tôi buồn lắm, buồn tưởng chết được. Phần thì ăn năn tội lỗi, phần thì ngao ngán đời mình. Cuộc đời đất nửa thời xuân mà chưa làm nổi điều gì có ích, chỉ những nay lập mai lỗi. Tôi ủ rũ, chẳng buồn ăn, chẳng buồn đi, đứng cũng không buồn đứng, suốt ngày nằm phục vị thở dài. Thế tôi đâm ra lù đù thế, bọn trẻ chỉ biết ra công săn sóc. Nhưng họ càng săn sóc thì lòng tôi càng chán ngắt, càng cảm thấy họ nuôi béo thân mình để làm chuyện mua vui. Tôi ăn đoảnh đoảng, nhấm nháp, dần dần bọn trẻ cũng chán tôi. Trò trẻ chơi, cái gì cũng thường hay chóng chán, vì không hiểu được cái ốm và đầu óc nghĩ ngợi của tôi bấy giờ. Chúng cho tôi là mắc bệnh gì đấy, có lẽ bị đau dạ dày. Rồi cứ bỏ vào lồng toàn thứ cỏ thượng hạng mà chỉ thấy tôi đùng đỉnh nhức răng, thì sự săn sóc cũng nhạt dần. Họ lại xách ống, dao và que nứa hì hục đi đốt dế, mãi tìm cuộc chơi khác. Thế rồi cứ ốm nghĩ mãi, tôi đâm ra ốm thật. Tôi cảm thấy khắc khư, rồi tôi ngạt mũi, nhức đầu luôn. Mấy lần bị mang đi đánh nhau, tôi chỉ đứng yên. Anh dế bên lồng kia sang cũng không dám đánh tôi, thế là nhạt trò. Nghĩa là tôi không còn hoạt bát khỏe khoắn như trước nữa. Mấy ngày không nhớ ca hát, buổi sáng buổi chiều không gáy chào bình minh và hoàng hôn. Một hôm, Nhớn thấy tôi nằm lừ đừ, bên bảo bé, không phải nó đau dạ dày đâu, thằng dế này đánh nhau nhiều quá đến nỗi kiệt sức nên bây giờ mắc bệnh ho lao. Chúng mình chả đê đuôi một thằng dế ốm, thả nó đi bé ạ. Bé gàn, thế thì phải đem ra ao cho vịt bầu ăn. Tôi lạnh đến tận hai chân rằng, không, thế cũng phí. Ta sẽ đẹp nó làm cúp đá bóng. Cúp đá bóng là một dế cụ, thế mà oai. Rồi hai đứa kéo nhau đi rủ tất cả trẻ trong xóm họp bọn lại đá bóng thi ăn giải thưởng. Cái cúp ấy đúng là dế tôi vậy. Thân tôi lại thành cái giải thưởng, nghĩ cực quá. Không đầy một lúc, đã có một lũ đến 10, 15 đứa kéo đến. Chúng rủ nhau ra ngoài bãi, đem theo tôi ra. Đám trẻ chia làm hai phe, một đứa đã nhặt được ở vườn nào về một quả bưởi để làm bóng. Tôi được đặt trịnh trọng đứng trong cái nắp vỏ diêm mới trên một hòn gạch. Nhấn giao hẹn các bạn, bên nào được 3 gôn thì ăn thưởng lão dế này. À lê, toe toe toe. Tôi đứng thẳng, lấy vẻ mặt tươi tỉnh, vui như cũng đứng xem đá bóng. Không ai kia cờ gì cả. Cũng thật là trẻ con thì mới hay sơ ý như thế đấy. Cơ hội thoát ly có thể sắp đến rồi. Đôi bên tranh nhau đá quả bóng bưởi mỗi lúc một kịch liệt hơn. Đám này đá bóng cũng xoàng. Tôi nhận xét thế, có cậu cứ dẫm vào bóng, ngã bổ chừng. Có cậu biếu vào chẹt nhau, xách toạc cả áo.
ấy vậy mà vẫn mải mê hò hét vang cốc bãi. Nhưng tôi cũng vội nhận ra tôi đứng đây không phải để xem đá bóng. Thế là trong khi bọn trẻ đang xô đẩy kịch liệt trên bãi thì tôi len lén rời nắp bao diêm, bò khỏi bệ gạch vỡ. Tôi lèn ra đầu vườn, chui vào đám cỏ rậm rồi chuôn thẳng đến tận bụi dứa dại đằng xa. Sổ lầu một cái, khỏi ốm ngay, nhanh thế. Chẳng biết lúc tan cuộc bóng thì mất cái giải thưởng quý hóa, bọn trẻ có cáu kỉnh mà cãi nhau không.